là lý do vì sao muốn yêu nhau lâu dài thì đừng nhắn tin nhiều. Với thời đại công nghệ phát triển, việc truyền đạt lời yêu đến một người trở nên đơn giản hơn qua những dòng tin nhắn. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn dừng tin nhắn và bắt đầu trò chuyện thực? Việc thổ lộ cảm xúc qua tin nhắn đã trở thành thói quen với tất cả mọi người vì thao tác đơn giản và đỡ ngượng ngùng. Tuy nhiên, thói quen này thực tế không mang lại hay ho gì nếu ngay cả câu tỏ tình "em yêu anh" mỗi ngày hoặc thậm chí chia tay cũng chỉ là vỏn vẹn một dòng tin nhắn trên điện thoại. Tình yêu không đơn giản như thế, không phải cứ nhắn tin mình yêu nhau đi là xong. Thực tế, tình yêu bước đầu vẫn cần một lời nói can đảm từ một người nào đó. Một câu nói tuy cùng một nghĩa, nhưng cảm giác mang lại khi được nghe và được đọc lại hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là những điều sẽ xảy ra nếu bạn dừng nhắn tin và bắt đầu cuộc trò chuyện mặt đối mặt hoặc một cuộc gọi nếu không gần nhau. 1. Bạn sẽ kết nối sâu sắc với người ấy bằng cách tập trung hơn. Lời nói có thể mất thời gian suy nghĩ và diễn đạt hơn việc bạn gửi một tin nhắn. Việc dành thời gian để tập trung vào cuộc trò chuyện giúp bạn tạo được sự chú ý trong mối quan hệ của mình. Bạn cũng có thể kể ra được nhiều câu chuyện thú vị hơn mà không cần cố gắng để dàn trải trong một văn bản. 2. Bạn sẽ được nghe tiếng cười thực sự. Tiếng cười là một liều thuốc giúp chúng ta khỏe mạnh. Một nghiên cứu cho thấy sự hài hước, tiếng cười, niềm vui có thể làm giảm căng thẳng. Một hormone stress, thay vì sự khô khan giả tiếng cười hay một icon mặt cười trong tin nhắn, một tiếng cười khúc khích được nghe bên ngoài thực sự vẫn tốt hơn cho cơ thể và mối quan hệ của bạn. 3. Bạn sẽ giữ được cuộc trò chuyện riêng tư của mình. Sẽ có những chuyện riêng tư bạn gửi đến người ấy và sẽ có những người khác vô tình hoặc cố ý đọc những điều riêng tư đó nếu bạn gửi chúng qua tin nhắn điện thoại. Vì vậy, nếu là chuyện của hai người, thay vì nhắn tin, bạn có thể nói trực tiếp cho người ấy nghe và cũng hạn chế phần nào bí mật được tiết lộ. 4. Bạn sẽ trải nghiệm cuộc sống đầy đủ hơn. Nhắn tin có thể làm cho bạn lỡ vài khoảnh khắc. Thường nghĩ, nếu bạn không nhắn tin mà là một cuộc gặp gỡ trò chuyện, bạn và người ấy sẽ được trải nghiệm những thứ thực tế hơn, có được những phút giây đáng nhớ cùng nhau. 5. Bạn sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức. Một tin nhắn trả lời có thể khiến bạn phải chờ trong nhiều giờ, thậm chí cả ngày. Nhưng một cuộc hội thoại trực tiếp lại tạo ra phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, khi bạn đang nói về một điều gì đó có ý nghĩa, bạn cần câu trả lời lập tức. Hãy dành thời gian để ngồi xuống đối mặt với người ấy.